Nhắc lại một chút này. Hôm trước thầy bảo rồi đúng không, là đồng biến, nhớ thầy nhé, đồng biến thì nhớ thầy là y phẩy phải lớn hơn bằng bằng không với mấy x thuộc gì nhỉ, thuộc d không, đúng xem mày được, lớn bằng không x thuộc d này, và gì, và nhớ là chỉ y phẩy chỉ bằng không tại một số điểm, nhớ không? Và nghịch biến thì sao mày đấy nhá, thì sao y phẩy nào, y phẩy bé n bằng không với mấy x thuộc d chưa, và y phẩy nó chỉ bằng không tại tại một số điểm. Đấy, thì đây là lý thuyết buổi hôm trước đúng không? Buổi hôm trước. Lý thuyết buổi hôm trước. Và hôm trước mình đã học học dở hàm gì mày thấy nha? Hàm gì đây? Hàm bậc 3. Hàm bậc 3 đấy. Bậc 3 mở câu hỏi là đồng biến. Nghịch biến trên một một khoảng trên khoảng AB đúng không? Đồng biến nghịch biến trên khoảng AB. Thì thầy nói rồi. Đọc cái đề lên nhá. Rồi. Nhìn thấy trên khoảng AB thì nhớ thầy là chỉ có ba hướng thôi, đúng ba hướng phản xạ theo thứ tự ưu tiên. Hướng một là gì, là cô lập M, cô lập M rồi lập bảng bình thiên, nhớ Thầy này không đấy, ơi, sao thầy, link nó không vào được thầy ạ. gửi cho nó cái link đi, Em gửi nó rồi nhưng mà nó bảo là nó không vào được. bảo nó tắt máy bật lại. Vâng. Cô lập M là bảng bình thiên này. Đây hướng đầu tiên nhìn ra ngay nhá, hướng số 2. Trong tình huống mà không cô lập được mới thì thầy rồi là tính gì nhỉ? Tính đen, tính delta. Và hy vọng, nhớ là hy vọng đấy nhé, nó là chính chính phương. Thì thầy nói thẳng luôn là thi chủ yếu của mình là hai hướng này. Thi chính là hai hướng này. Còn hướng số 3 hôm nay mình sẽ học này. Hướng này hơi khó một chút. Hướng số 3. Hướng 3 là hôm nay mình học là hướng V VS. Nhớ nhá. Thật ra thì cái VS này là nó là cái khó mà thầy dạy, gọi là mang tính giới thiệu là chính thôi chứ. Dạy mang tính giới thiệu thôi. Còn về sau mình chủ yếu của mình xi vào hướng 1 và hướng 2. Hiểu vấn đề em mới đấy nhá. Thầy bài hôm nay chỉ là mang giới thiệu là chính thôi chứ không phải là mình đi quá chi tiết cái hướng này. Hướng khó đấy nhá. Thì buổi hôm nay mình sẽ học hướng 3, hướng số 3. Hướng khó. Hơi khó một chút nên cố gắng nghe, mà cảm thấy chỗ nào chưa hiểu thì hỏi luôn nhé. Nhớ phải hỏi luôn ấy, đừng để nó trôi bài. Hai hướng đầu thì ok rồi đúng không? Hôm trước cho làm ví dụ thấy làm chân chu phết rồi, nó không có gì cả. Vì trong phiếu của thầy có nhiều bài hướng thứ ba quá nên thầy phải cho mày làm luôn. Là hướng số 3 nhé. Lý thuyết này. Phần lý thuyết. Lý thuyết. Rồi, hướng số 3 nhớ nhá. Cái lý thuyết này nó liên quan đến bậc 2 là so sánh nghiệm. So sánh nghiệm của phương trình bậc 2. Đó. So sánh nghiệm trên bậc 2. Phương trình bậc 2 của thầy có dạng là AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Nhớ điều kiện là A khác 0 nhé. Thầy coi cái bên tay trái, coi bên tay trái nha, là cái FX. Coi bên tay trái là cái FX, ok không? Là một hàm theo X. Mình cứ hiểu như thế đã. Rồi. Nhớ nhé là giả sử phương trình có hai nghiệm x1, x2. Rồi, nhớ cái này để làm cho nhanh. Thực ra trước là nhớ để làm cho nhanh, ok? Chứ không không có gì cao siêu cả. Làm cho nhanh thôi. Thì khi đó nhá, cái đầu tiên mình phải nhớ thế này. Cái này dễ hay gặp này. Là nếu so sánh nghiệm nhá. X1 nhỏ hơn k. K nhỏ hơn x2. Cái k là cái gì? Cái k này này. Cái k này này. Nhớ thầy nhá. Cái số k này. Nó là một số cho trước. Số cho trước.
Hiểu vấn đề không? Nó là nhiệm thôi. Tức là mình, tức là cái nhiệm x1 nhỏ hơn số k nhỏ hơn x2. Thì khi nào? Khi và chỉ khi, nhớ thầy nhé. Khi và khi này là a nhân fk mang dấu âm. Nhớ là như vậy. Nhớ nhá, rất là dễ nhớ thôi. X1 nhỏ hơn k, k nhỏ hơn x2 thì khi và chỉ khi là a nhân fk mang dấu âm. Ok. Cái số 2 này. Cái số 2 nhá là gì? Là nếu hai nhiệm cùng lớn hơn k. Hai nhiệm cùng lớn hơn k, nhớ nhá. Như kiểu là x1 lớn x2 lớn hơn 0 ấy, hai nhiệm dương ấy, kiểu như thế. Hai nhiệm cùng lớn hơn k, nhớ thế này. Cách nghĩa là mà làm muốn có hai nhiệm, đầu tiên delta phải dương đã. Đúng không đã? Đúng không? Bây giờ hỏi chúng ta trả lời cho thầy nhé. Hỏi trả lời chat trả lời cho thầy này. Hai nghiệm lớn hơn k thì tổng của nó sẽ lớn hơn bao nhiêu? Nó chat cho thầy biết. Hai nghiệm lớn hơn k thì tổng của nó lớn hơn bao nhiêu? Tương tác một chút nha. Rồi. Hai nghiệm lớn hơn k thì tổng nó sẽ lớn hơn 2k. Chuẩn không? Và nhớ cái định nghĩa thứ ba này. Cái thứ ba hơi khó này. Là A nhân fk. Cái fx là cái vế trái của phương trình ấy, fx là cái vế trái ấy. Nó kèm mang dấu dấu dương, nhớ này nhá, nhớ như vậy. Và cái số 3, ba cái thôi, của mình có ba cái tương tự thôi, tương tự nhá, là nếu x1 nhỏ hơn x2 cùng nhỏ hơn k, tức là hai nhiệm lớn hơn k. Nào, muốn có hai nhiệm thì delta mang dấu dương, đúng chưa? Hai nhiệm nhỏ hơn k thì tổng của nó nhỏ hơn 2k. Chuẩn không? Chuẩn chưa? Và A nhân fk mang dấu gì nhỉ? Mang dấu dương. Nhớ như vậy. Nhớ lý thuyết nha. Đấy. Nhớ cái k là một số cho trước. Thì nhìn như thế này, dấu bằng nhá. Nếu đây có dấu bằng. Đấy. Thì đây có dấu bằng. Nhìn thấy chưa? Đây có dấu bằng. Thì đây có dấu bằng. Đây có dấu bằng. Thì đây có dấu bằng. Ok, thầy cho 1 phút ngẫm cho thầy lý thuyết. 1 phút nhé. Một phút xem lại cho thầy lý thuyết. Đấy. Nó không khó đâu. Cố gắng lên. Rồi. Nhớ cho thầy cái lý thuyết của phương trình bậc bậc 2 nhá, so sánh nghiệm đấy. So sánh nghiệm của phương trình bậc 2. Mình đã xong chưa? Xong chắc thầy ok thì chuyển nhá. Cảm ơn thầy. Xong thì chat lên thì biết nhá để chuyển bài. Ok, nhanh nha. Rồi áp dụng vào bài này. Cái phần nói chung là có 3 hướng đấy. Chúng mình nhớ bậc 3 thì phản xạ thì theo 3 3 hướng. Quan trọng phải làm bài tập để nhớ được. Thì hướng số 3 là hướng khó nhất. Thì ví dụ 1 nhé, ví dụ này. Ví dụ 1, mình sẽ làm tầm 2 3 ví dụ này thôi. Ví dụ 1 nhé. Thầy cho cái y bằng cái x của 3
trên 3 trừ đi mx bình, được chưa? Rồi cộng với cả 3m, 3m trừ 2 nhân x cộng 1. Câu hỏi này, câu hỏi rất đơn giản thôi, là tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Học online thì cố gắng nghe nhá, nghe xong rồi chép thử tư tưởng của nó một chút. Xong chưa? Nào mình bắt đầu nhé. Rồi, câu hỏi của thầy là câu hỏi đồng đồng biến đúng không? Đồng biến thì nghĩ ngay trong đầu là y phải ra vậy nha, y phải phải lớn bằng bằng không. Hiểu như thế đã. Rồi bây giờ mình trình bày một chút này. Xin mời một tí nhé. Ý nhé. Trình bày này. Đầu tiên nhìn cho thầy. Nhìn nhá. Cái y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy sẽ là x bình này. Trừ đi 2mx này. Đúng không mấy đứa? Cộng gì nhỉ? Cộng 3m trừ 2. Đúng không? Bây giờ em mấy đứa nhìn cho thầy này. Nó bảo gì? Nó bảo là đồng đồng biến, tức là y phải phải lớn hơn bằng không không? Với mọi x. Nghe này, nó bảo đồng biến trên 1 đến dương vô cùng thì phải với x bằng dương 1 đến dương vô cùng. Ok chưa mấy đứa? Thì chúng mày nhìn hướng này nhá. Hướng này này thì bài này hai hướng đầu là tạch. Chắc chắn là tạch. Thì mình sẽ chơi hướng số số 3. Nhưng mà nghe nhá, nghe cái tư tưởng chung này. Làm cái gì đấy phải có cái tư tưởng chung thì cho mình dễ mà nắm bắt, chứ nghe suông thì hơi khó hiểu. Cái ý tưởng chung nhá, ý tưởng chung. Ý tưởng chung của hướng 3, của hướng số 3. Nhớ nhá. Ý tưởng chung của hướng số 3. Ok, nghe nhìn thế này. Thì thầy sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp 1 là thầy tìm M. Chép là cái nhát nhá. Để y phải lớn bằng không. Em hiểu vấn đề không? Ở đây người ta hỏi đồng biến thì thầy giải lớn bằng không. Nhưng nếu người ta hỏi nghịch biến thì mình sẽ giải y phải bé bằng bằng không. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nghe này, nghe nhé. Nếu như nó đồng biến trên R thì chắc chắn nó sẽ đồng biến trên 1 đến dương vô cùng. Vì sao? Vì 1 đến dương vô cùng nó chỉ là khoảng con thôi. Em hiểu vấn đề không đã? Nhớ rồi như vậy. Và trường hợp 2 là thì sẽ trường hợp delta dương. Delta dương. Đấy thì suy ra ngay y phẩy bằng không có hai nhiệm. Rồi là bảng xét dấu. Khi mà có bảng xét dấu thôi lại như bài hôm trước thôi. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Lại như cái bài hôm trước ấy. Đấy nó không khác gì cả. Như bài hướng 2 ấy. Ok nhá. Đấy là ý tưởng chung là như vậy. Hiểu vấn đề không? Nào thì bây giờ mình quẩy bài nhé. Quẩy bài này, cứ nghe thầy chép nhá. Quẩy bài này. Nhớ ý tưởng chung hướng 3 này, tôi nói lại. Trường hợp 1 là thầy tìm M nghĩa đúng trên cả R. Đúng trên R thì hiển nhiên là đúng trên 1 đến dương vô cùng. Trường hợp 2 là delta dương. Delta dương thì y phải có hai nhiệm chưa? Y phải có hai nhiệm thì là phải lập bảng xét, xét dấu. Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì nghe cho thầy nhé nào. Trường hợp 1 này. Trường hợp 1 là y phẩy lớn bằng 0 với mấy chỗ R. Hiểu vấn đề không? Đúng trên R thì chắc chắn đúng trên 1 đến dương vô cùng mà. Cái tương đương gì mà đấy nhỉ? Tương đương gì đây? Là tương đương gì? À, tương đương là A dương và delta phẩy mang dấu bé hơn bằng bằng 0. Ok, bài hôm trước mình học đúng không? Tương đương gì mấy đứa? Là tương đương gì? A là bao nhiêu? A là 1 dương. Cái này cái luôn luôn đúng này. Delta phẩy là bao nhiêu? M bình trừ đi 3M cộng 2. Cái này bé hơn bằng
Vâng không, Casio thầy. Casio nhá, để viết bảng đây. Casio thì có ngay là một bé bằng m, m bé bằng 2. Ok, trừ 1 xong. Nhớ như vậy nhá. Rồi. Nghe để chép, nghe nghe một thể nhá, cứ nghe ra mày đứa ơi. Trừ 2. Trừ 2 là gì? Là delta dương. Delta dương. Hay tương đương là gì nhỉ? Delta phẩy đây, delta phẩy tức là gì? M bình trừ 3m cộng 2 dương. Đó. Hay tương đương là gì? Giải ra m cho thầy. Ra bao nhiêu? Tức là gì nhỉ? M lớn hơn 2, m bé hơn 1. Ok. Rồi. Khi mà delta dương nhận nhớ thì suy ra ngay là gì nhỉ? Suy ra ngay. Y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Hiểu vấn đề không đã? Khi delta dương có hai nhận phân biệt x1, x2 thì khi đó này mình có bảng xét dấu như sau nhé. Bảng xét dấu này, bảng xét dấu như thế này, đây là x này, y phẩy này, đúng không? Đây là x1 này, x mấy đây, đây là x2 này, được chưa? Đây là 0, đây là 0 này, đây là dương vô cùng, đây là âm vô cùng. Thì nhìn thấy nhá, dấu này, đây là dấu âm trong trái, đây là ngoài cùng, đây là ngoài cùng, trong trái ngoài cùng. Ok không đã? Bây giờ nghe nhá, mình muốn nó dương trên 1 đến dương vô cùng không? Nào, thì theo mấy đứa số 1 ở vị trí nào? Vị trí 1 hay là 2? Dương vô cùng ở đây rồi đúng không? 2 hay là vị trí 3? Nào, theo mấy đứa số 1 ở vị trí 1, 2 hay là 3? Nào, theo mấy đứa vị trí nào? Chắc thầy biết. Đầu dương vô cùng là ở đây rồi nhá. Được chưa? Vậy muốn nó dương trên từ 1 đến dương vô cùng ý, thì số 1 ở thầy ở vị trí 1, 2 hay là 3? Nó theo mấy đứa? Trượt mấy? Nào, có hai đứa thôi à? Các bạn khác thoải mái tương tác được một chút. À đúng rồi. Muốn nó dương nhá, trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng đúng không? Nếu như ở vị trí 1 vừa có âm vừa có dương nhỉ? Không được. Vị trí 2 cũng vậy, chỉ được chỉ có vị trí mấy thôi? À vị trí số 3. Đúng không nhỉ? Tức đây là số 1 này, đây là số 1 đây. Đúng không? Đây là số 1. Hiểu chưa? À mày nhìn, nhìn nhá. Số 1 ở đây nhá thì mày thấy hai nghiệm x1 x2 và số 1 nó thế nào mày đứa? Nào. Hai nghiệm x2, hai nghiệm x1 x2 và số 1 nó thế nào? Cho thầy biết. Nếu 1 ở vị trí này thì mày thấy x1 và x2 nó thế nào so với số 1? Lớn hơn hay là bé hơn? Xem mày lớn hay bé hơn? À đúng rồi. Vậy khi rõ ràng ở trường hợp này là bé hơn đúng không? Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Vậy suy ra ngay yêu cầu bài toán. Đấy. Tương đương ngay là gì? Y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt phải bé hơn bằng 1. Hiểu vấn đề không nữa? À, thì nghe nhìn lý thuyết này, hai nghiệm bé hơn 1 thì nhìn đây chính là số k này, đây chính là số k, em hiểu vấn đề không? Đây chính là số k nhé, nhìn thấy chưa? Đây này, đấy k đây này, đây là k này, đúng không? Muốn phương trình bậc 2 y phẩy đây, muốn phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm bé 1 thì tương đương ngay là gì? Delta ở đây mình có rồi đúng không? Ở đây mình có là tổng tổng hai nghiệm nào theo mấy đứa bé hơn mấy? Hai nghiệm bé hơn 1 thì tổng hai nghiệm bé hơn mấy? Rồi, bé hơn 2. Cho thầy biết điều kiện số 2 là thế là gì? Nào, nhìn vào lý thuyết, nhìn vào lý thuyết. Hai nghiệm bé hơn k thì a nhân fk nhỏ lớn hơn 0 thì hai nghiệm bé hơn 1. Điều kiện thứ hai sẽ là gì vậy đấy nha? Thì mình có là a đúng không? Nhân f1. Nhớ nhá, ở đây có dấu bằng thì đây phải là bé hơn hoặc bằng bằng không. À sorry, lớn bằng không. Nhìn đúng lý thuyết chưa mày đứa ơi, đúng lý thuyết chưa? Nhưng mà nghe này, cái f ở đây nhá, cái f ở đây nó chính là cái y y phẩy, mình ghi viết là y phẩy vào đây.
Chúng mày hiểu vấn đề không đấy? Vế trái là y phẩy mà. Cái F trong lý thuyết nha, nó là cái vế trái của phương trình. Em hiểu vấn đề không? Thì vế trái của phương trình là chính là y phẩy không? Thì mình sẽ là y phẩy tại 1. Tức là nghe là gì nào? Nhớ lại VS này. Ở đây qua bạn là quên nhớ lại cho thầy nhá. VS này là tổng sẽ là trừ B trên A không? Và tích là bao nhiêu em nhỉ? Tích là bao nhiêu? C trên gì? C trên A chưa? Thì mình có này. Tổng trừ B trên A tức là 2M bé hơn 2. Và cái thứ hai này, A nhân y phẩy tại 1 tức là 1 nhân y phẩy tại 1. Chỗ nào có x mình thay bằng số 1 không? Nó sẽ là gì nhỉ? 1 trừ 2M cộng 3M trừ 2 bé lớn bằng 0. Giải này nhá, giải này. Tức là ngay là gì? M bé hơn 1 này. Còn thằng dưới chúng ta thấy sẽ là gì nhỉ? M trừ 1 lớn hơn bằng 0 à? Đúng không mấy đứa? Tức là mình có M lớn bao nhiêu? M bé hơn 1 và M lớn bằng 1. À cái này cái vô lý. Tức là trong trường hợp 2 á, trong trường hợp 2 của thầy trả lời cái gì cả. Vậy kết luận M sẽ thuộc trường hợp 1 hợp với trường hợp 2. À, trường hợp 1 thầy lấy M trong khoảng này không? Trường hợp 2 thầy trả lấy cái gì cả. Vậy tóm lại là xin nghe là gì nhỉ? Là 1 bé bằng M, M bé bằng 2. Ok. Toàn cảnh nhá. Thầy cho chúng mày 3 phút chép và xem lại toàn cảnh. Cái này. Xem bước nào chưa hiểu hỏi luôn. Một hai bài đầu nó khó thôi chứ bài thứ ba thứ bốn thì đi là bài thứ hai thứ ba chỉ đi là quen rồi, nó dễ cực. Quan trọng là nắm rõ cái ý tưởng nha, ý tưởng chung. Làm cho thầy cái đấy. Thử xem đi cho là chơi hỏi nhé. Lý thuyết lúc này á. Để các bạn chép xong đã. Lát mình trao đổi. Thử xem bài giảng đi cho là chưa hiểu thì hỏi. Cái trường hợp 1 thì dễ rồi, quan trọng trường hợp 2 thì mày đấy ạ. Thử xem đi. Cảm thấy chưa hiểu hỏi luôn nhé. Trừ một ok chưa? Trường hợp 2 này đem ra dương hay nhân phân biệt đúng không? Và xét dấu trong thằng cùng âm dương ok chưa? Bây giờ muốn nó dương trên một đến dương vô cùng ấy. Cái dương vô cùng ở đây rồi đúng không? Thì số 1 nó chỉ ở vị trí này thôi. Nhìn con trỏ chuột đây này. Số 1 ở nó chỉ ở vị trí này thôi đúng chưa? Còn nếu ở đây thì sao? Ở đây thì vừa âm vừa dương không? Vứt. Ở đây cũng vậy. Ở đây cũng là vừa âm vừa dương chưa? Vứt. Đúng chưa? Vậy chỉ có vị trí này thôi. Một ở vị trí này thôi. Mà muốn một ở vị trí này ấy, thì hai nhiệm phải bé hơn một không? Đó. Hai nhiệm bé hơn một thì lý thuyết đây. Lý thuyết này hiền nhìn lại cho thầy này. Lý thuyết này. Muốn hai nhiệm bé hơn k thì điều kiện là cái này. Đơn ra dương. Tổng bé hơn 2k. A nhân fk lớn bằng 0. Đó. Lý thuyết là thế thôi. Không khó lắm đúng không? Ok chưa?
Cố gắng nghe nhá. Chỗ nào chưa hiểu thì hỏi luôn. Khánh Linh hiểu không? Không có. Có thật nha, đừng đừng có đùa nha. Hồng Anh ok không Hồng Anh? Ok. Cứ thoải mái nha, bài này bài khó đấy, đây là hướng, đây là câu khó không phải câu dễ. Chưa hiểu hỏi luôn thầy, đừng đừng ngại. Ông Đông nghe hiểu thì ông Đông. Được đấy ạ. Tóm lại này, cái hướng số 3 nhé, mình phải chia hai trường hợp bao giờ cũng vậy, tức là tìm M để đúng trên cả R. Mà đúng trên cả R thì bài toán cơ bản nhất rồi, delta âm A dương đúng không, và hướng số 2 delta dương mà sẽ giấu đấy, nhìn điều kiện nó chỉ có thế thôi mày, thế ạ, dễ cực. Là thế bây giờ cho bài tương tự nhé, tương tự là nó thể thử xem. Ở trong phiếu ấy, trong phiếu có những bài chúng mày nhớ làm như thế là được, đừng đừng có lười. Giờ mà lười thì hơi hơi khó dạy, vì càng ngày càng khó. Nào, trắc nghiệm thì người ta hay hỏi như thế này, cố gắng nha, thử xem. Nào, ví dụ hai nhé, thử cho thầy. Thầy đây là trong phiếu thôi. Như số 2 này, thử xem. Có bao nhiêu số nguyên M để nào, thầy cho trước 4 phút viết thử nhé. Viết thử rồi thầy sẽ gọi làm với thầy. Quan trọng là nắm rõ cái tư tưởng là được. 4 phút viết thử nha. Cố gắng viết thử nhé, trừ một trường hợp hai.
Nào, thử bắt đầu nha. Cô làm với thầy thử xem. Xem có thấm được không. Nào, Hiền nào, Ngọc Hiền đi. Đầu tiên y phải là bao nhiêu? Y F phải phẩy y là bao nhiêu? x bình trừ 2m x cộng m cộng 6. X bình trừ 2m x cộng m cộng 6 nó là gì? Đồng biến đúng không? Như phải thế nào nhỉ? Lớn lớn bằng 0 với mặt x của em Rồi với x từ 0 đến dương vô cùng ok. Là trường hợp 1 nào. siêu mục 1 là y phẩy lớn bằng 0 với mặt x của em rồi. Rồi, với vectơ R. Chúng mày nhớ nhá, đừng học vẹt nhá. Chẳng qua bài này người ta hỏi đồng biến á thì mới là lớn bằng 0. Chứ nếu người ta hỏi nghịch biến thì phải nhỏ bằng 0. Chúng mày hiểu vấn đề không? Tương đương gì nào thì kể ra đây xem một chút. Tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? A lớn hơn không và em ta phải nhỏ hơn bằng Rồi, tương đương gì đây? à, tương đương là Đúng đúng bình này nên là phải là bốn bao nhiêu? không m bình trừ m trừ sáu nhỏ hơn bằng không Rồi, tương đương gì? trừ hai nhỏ hơn bằng m nhỏ hơn bằng ba. Ok, tốt. Tức là trường hợp 1 lấy cái này. Đúng không? Rồi, trường hợp 2 là gì? Trường hợp 2 là em ta phải lớn không? Dương. Tức là m bình trừ Trừ m mở trừ 6 mang dấu. Dương, trừ Casio. m nhỏ hơn trừ 2 và m lớn hơn 3. Nhỏ hơn trừ 2 và m lớn hơn. Hoặc m lớn hơn 3. 3, ok. Rồi, tiếp tục. Vậy khi đó suy ra ngay là gì? Y phẩy F bằng phẩy 0 x bằng 0 có hai nhịp phân biệt. hai nhiệm phân biệt x1 x2 đúng không? Nào bạn xét dấu này. X đây là F phẩy x đúng không? Rồi, F phẩy x này. Đổ. Nào đây là x1 này. Đây là x mấy? X2 này. Đúng chưa? Đây là dương vô cùng này. Vô cùng nào. Theo Hiền số 0 ở đâu? Là Số nhìn, 0 nhìn con trò chuột của thầy nhé. Ở đâu được thì ok nhé. Ở đây được không? không Vì sao không? À, đây không không đã. Đây là dương âm âm đúng không? Nào ở đây được không? không Vì sao không? vì trong đoạn kia nó vẫn có giọng âm Ừ, vừa âm vừa dương đúng không? Không được. Ở đây được không? không Rồi, thì nó chỉ ở đâu rồi? Nó chỉ ở đây sáu thôi. không Đúng chưa? Nó ở đây thì tức là phương trình xem nghe yêu cầu bài toán đúng không? Tương nghe là gì nhỉ? F phẩy bằng 0 có hai nhiệm thế nào? nhỏ hơn bằng không Hai nhiệm phân biệt bé bằng 0. Thế đây K là số mấy? là không Ở đây chính là cái số K bằng 0 không? Tương phương trình là gì nhỉ? Tương là gì? Nào tổng thế nào mấy đứa? Tổng thế nào hiện? x1 cộng x2 nhỏ hơn không. Đúng rồi, hai số bé hơn 0 thì tổng cũng bé hơn 0 và A nhân F phải tại mấy nhỉ? Không Đúng rồi, phải thế nào? lớn hơn bằng không Rồi, ok, tương đương ngay này. Tổng là bao nhiêu? VS trừ B trên 2A là bao nhiêu? Đây nhìn vào F phẩy ạ. Trừ B trên 2A là bao nhiêu? Trừ B trên A, VS trừ B trên A là bao nhiêu nhỉ? 2M. Ủa con hiền đâu rồi? Đơ rồi à? Và A nhân F phẩy tại 0. A là mấy? A là 1. F phẩy tại 0 tức là gì? Chỗ nào có chữ X mình thay bằng số. Số 0 đúng không? Thay vào đây sẽ là gì? Nó có là M cộng 6. Lớn bằng 0. Tức mình sẽ có là gì nhỉ? M nhỏ hơn 0 và M bao nhiêu lớn bao nhiêu? Lớn bằng trừ. Trừ 6. Vậy đó là mình có là gì đây? Trừ 6 bé bằng M. M bé không? Nhưng mà em nghe nhé, em nghe này. Chưa xong đâu mấy đứa ạ. Đến đây xong là sai đấy. Nhìn nhá. Nhìn này. Trong trường hợp 2 là thầy chỉ lấy những giá trị M trong đoạn này. Nhìn này. Trong cái khoảng này. Và những cái M trong khoảng này. Vậy mình có là kết hợp điều kiện. Nhớ nha. Trục số đây, nhìn ra trục số này. Kết hợp điều kiện nha. Nào, thằng đầu tiên là
nhỏ hơn trừ 2 và lớn hơn 3. Bé bỏ cái giữa, kết hợp điều kiện phải để giao mình được nhá. Đây chỉ là kết hợp điều kiện trong trường hợp 2 thôi, em hiểu vấn đề không? Còn thằng dưới, mình lấy những cái m lớn trừ 6 và những cái m nhỏ hơn 0. Đây không này, bỏ cái gì? Bỏ cái giữa đi. Đúng không mấy đứa? Sorry, bỏ cái bên ngoài đi, bỏ bên ngoài đi. Bỏ bên ngoài đi này, bỏ bên ngoài đi. Đấy. Chúng mày thấy chưa? Vậy chỉ trắng cái gì thôi. Lấy lớn hơn trừ 6 là nhỏ hơn 0 mà. À, nhỏ lớn hơn trừ 6 là nhỏ hơn 0 còn gì? Bỏ bên ngoài đi đúng không? Vậy sẽ ra m trong khoảng nào nhỉ? Là trừ 6 bé bằng m. M bé trừ 2. Nhưng mà nghe này. Kết luận là m sẽ thuộc trường hợp 1. Hợp với trường hợp 2 nào. Đố chúng mày biết. Lấy cái này. Lấy cái trường hợp 1. Hợp với trường hợp 2. Thì theo mày nó ra cái gì? Lấy cái này hợp với cái này thì ra cái gì? Là theo mấy đứa? Hợp mình hiểu là gộp vào với nhau á. Gộp vào. Là theo mấy đứa? Nó ra cái gì? Là cho thầy biết. Chat cho thầy nào. Lấy cái trường hợp 1 mình gộp với cái trường hợp 2 thì tóm lại m ra bao nhiêu? Cái kỹ năng cơ bản phải nắm được cái nha. Trường Sơn này các bạn khác. Rồi, tức là mình sẽ ra m gì nhỉ? M thuộc vào như này. Trừ 6 bé bằng m. M bé bằng 3. Gộp vào thôi. Thằng này là thấp nhất là trừ 2 không? Nối với thằng trừ 2 ở dưới nhá. Nối vào tức là từ 6 đến 3 không? Nhưng nghe này. Nó hỏi là có bao nhiêu số nguyên? Ok, vậy sẽ m thuộc bao nhiêu? Số nguyên theo từ trừ 6, trừ 5 đến chấm chấm đến số 3 không? Đố cho ai biết từ trừ 6 đến 3 có bao nhiêu số nguyên tất cả? Nào, bao nhiêu số nguyên tất cả? Có bao nhiêu số nguyên? Ok, có 10 số. Nhớ nha. 10 số. Rồi, 10 số nguyên. Đó, đấy là bài toán hướng thứ 3. Không khó lắm đúng không? Toàn cảnh không khó lắm, thầy cho 2 đến 3 phút các bạn xem lại nhé, chưa hiểu hỏi luôn, nó chỉ có thế thôi mày đấy ạ. Quan trọng là chúng mày phải nắm được tư tưởng chung ấy, là chỉ có 2 trường hợp và thế mà làm thôi. Để chăm hiểu không đây chăm? Ừ. Quỳnh hiểu được không? Nhớ làm bài tập nha. Ngọc, ok ông Ngọc, Hồng Ngọc ấy. Có. Rồi rồi. Đấy tình cảm thôi. Không khó lắm. Quan trọng lớp 12 rồi đấy mấy đứa ạ. Chăm chỉ làm tập một chút. Đã được. Mỗi ngày học một tí thôi mà thấy nghe nghe trường cho mày có vẻ hơi hơi khó khăn. Thầy chỉ cần cho mày mỗi ngày học 20 đến 30 phút một ngày thôi. Mỗi ngày em dở vở ra làm một hai bài, làm 2 đến 3 bài là được. Thế thôi là cho mày nhớ bài rồi. Nhưng mà nghe chừng có vẻ hơi hơi khó vì chúng mày lười. Đấy đó. Có mấy đứa chăm chăm thôi nhưng mà đa số thấy lười lười. Mỗi tháng mình kiểm tra một lần đấy nha. Có thể tuần sau nữa kiểm tra định kỳ hàng tháng đấy. Điểm cao có thưởng. Cố lên, không không thi là không có khó. Uyên nghe bài này hiểu gì không Uyên? Ủa? Điểm thấp á, điểm thấp đóng gấp đôi học phí, đậu xanh thấp.
Minh Thu ok Khó. không? Ừ. Rồi mình sang bài dạng 2.2 nhé. Sang đây sớm đi. Ok. Dạng 2.2 là hàm bậc 1 chia bậc 1. Ok, bậc 1 chia bậc 1. Rồi, bậc 1 chia bậc 1 nhé, thì hàm có dạng như sau này. Hàm có dạng là y bằng ax cộng b chia cho c cộng d. Hàm này khá dễ rồi. Ax cộng b chia c cộng d. Thì nhớ đây này. Nhớ nhá, nhớ cái tính nhanh cho thầy là cái y phẩy sẽ là chéo xuống đúng không, trừ chéo lên, chéo xuống trừ chéo lên chia cho mẫu bình. Nhớ thầy nhá, nhớ thầy. Ok, cái này thì quen thuộc rồi đúng không, y phẩy là chéo xuống trừ chéo lên chia mẫu bình. Thì nhớ mình có bài toán một này, phương pháp chung đã, phương pháp chung riêng hàm này nhá mấy đứa nhá, hàm này là hàm đặc thù mấy đứa ạ, hàm rất đặc thù luôn, nó sẽ khác các hàm khác, nó chỉ có hàm này là hàm đặc biệt thôi, còn các hàm còn lại mình làm như nhau hết. Nhưng riêng hàm này nhá, nhớ này này, nếu người ta hỏi đồng biến thì chỉ nhớ thầy là y phẩy mang dấu dương thôi, nhớ nhá. Còn nếu người ta hỏi nghịch biến thì nhớ đây là y phẩy chỉ mang dấu âm thôi. Chúng mày thấy khác ở đâu không? Có ai thấy khác với trước ở chỗ nào không? Rồi coi như là cái khác ở đây không? Coi như là cái khác ở đây không? À đúng rồi. Ở đây là không có dấu bằng nhé. Nhớ là không có dấu bằng. Nhớ cho thầy là không có dấu bằng. Phải nhìn ra để khác nhau nhé. Đấy, không có dấu bằng. Ok. Rồi thì bài toán này bài toán khá dễ. Giống giống như kiểu cuối kỳ chúng mày làm ấy. Mình sẽ lướt nhanh thôi. Lướt khá nhanh. Để sẽ luyện tập một chút. Không có dấu bằng nhé. Ok. Nào, bài toán 1. Đọc đề lên phải biết đường mà làm bài toán 1. Là tìm M để hàm số nó đồng biến, nghịch biến trên từng khoảng xác định. Từng khoảng xác định. Nhớ nha. Câu này nó là câu dễ. Câu dễ và nó sẽ nhỏ hơn 7 điểm. Đi thi gặp câu này nó sẽ là rơi câu dễ và nhỏ hơn 7 điểm. Nhớ nhá, nhỏ hơn 7 điểm. Cái này thì cho một ví dụ là hiểu thôi, dễ cực. Một dòng là ra ấy. Thi câu này nhớ nhá, cái từ khóa này từng khoảng xác định, gạch chân này các em vào. Từng khoảng xác định. Nếu đọc đề mà thấy câu này nó là câu dễ và chắc chắn điểm nó chỉ dưới 7 thôi. Mà chúng mày dưới 7 không phải học thêm cũng học được. Đã học thêm thì thi phải trên 8 mới học. Mày bỏ tiền đi học thêm nhưng thi mà dưới 7 thì học làm cái gì? Khổ ra. Phí tiền. Đã mất công học thêm rồi điểm phải cao cao một tí. Rồi. Ví dụ nhá. Dễ cực. Ví dụ. Còn lát nữa thầy sẽ giải thích vì sao trong cái bài này không thể có dấu bằng được. Nhớ, nhớ tôi sẽ giải thích cho. Ví dụ một nhé, là cho cái y bằng mx cộng cộng 3 chia cho 3x cộng m. Câu hỏi là tìm m. Tìm m thuộc z, tức là m nguyên á, để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
Nào. Tìm M thuộc Z để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Thầy cho 1 phút tra ra kết quả là bao nhiêu. Bài này bài khá dễ. Thử xem trong bài này có bao nhiêu M nguyên. Nhớ nhá, có bao nhiêu M nguyên. Thầy cho 1 phút làm thử xem nào. Ra bao nhiêu. Bao nhiêu M nguyên. Thử 1 phút nha, có kết quả chắc cho thầy biết bao nhiêu mở nguyên. Đúng lý thuyết mà làm thôi. Đúng cái lý thuyết mà làm. Ừ, Cường, ok, chuẩn. Lê Huyền Trang, 5. Rồi, ok, kết quả chuẩn đấy, nào mình có nha. Nghe này, y phải là bao nhiêu? Chéo xuống là M bình. Trừ chéo lên là 9. Trên là gì nhỉ? Mẫu số bình là 3x cộng M tất cả bình. Nghe này, câu hỏi của thầy là câu hỏi nghịch biến đúng không? Nghịch biến thì phải mang dấu âm. Tương đương này em nhìn cho thầy nhá. Mẫu số luôn dương chưa? Bình phương mà, luôn dương đúng không? Vứt luôn. Tức là còn lại gì nhỉ? M bình trừ 9 mang dấu âm. Casio. Đúng không? À, trừ 3 nhỏ hơn M1 nhỏ hơn 3. Thì xin nghe một số bao nhiêu? Số nguyên mà đúng không? Nhớ là M thuộc Z nha. M thuộc Z. Thì M chỉ là bao nhiêu? Trừ 2, trừ 1, chấm chấm. 0, 1 và 2 mấy M nhỉ? Có 5M. Ok nhá. 5M thuộc Z. 5M nguyên. Ok. Hiểu vấn đề chứ? Bài này khá dễ. Nhưng mà vấn đề ở đây này. Vì sao trong hàm này thầy lại không lấy dấu bằng? Nếu như chúng mày mà lấy dấu bằng ở đây nhá, chúng mày ra 7M cơ, là phanh sai rồi, là chết rồi còn gì nữa đúng không? Thì nghe này, vì sao không dấu bằng? Giải thích này, giải thích vì sao? Vì sao? Vì sao y phẩy không có dấu bằng? Nhớ nhá. Giả sử này bây giờ nhá, mày hiểu này, y phẩy bằng không không thì có phải M bằng 0,3 không? Đúng chưa? Nào bây giờ mình thử lại này, thử lại luôn nhá. Với M bằng 3 thì cái y bằng gì hả em? Thay vào đây nó sẽ là gì? 3x cộng 3 chia cho 3x cộng 3. À bằng mấy? À, còn nhớ hàm này gọi là hàm gì không mấy đứa? Hàm này là hàm gì không? Hôm nay nhớ đây hàm gì không? À, cái hàm này là hàm hằng. Y là hàm hằng. M hàm hằng. Thầy bảo rồi, hàm hằng ý là đường nằm ngang không? Cái loại luôn. Hiểu vấn đề chưa? Hàm hằng thì không có tính đồng biến nghịch biến. Ok. Nên hiểu xong dấu bằng chưa mấy đứa? Đấy. Yến Ngọc hiểu xong dấu bằng chưa? Nhớ nhé, trên lớp thấy câu hỏi vì sao cứ dám nói như thầy thôi. Vì y phẩy bằng không thì m bằng 3 đúng không? Thử lại, m bằng 3 đó là hàm hàm hằng. Hàm hằng thì không có tính đồng nghịch biến, loại luôn. Nghe ngấm được không nhỉ? Không không khó lắm. Trần Trang hiểu chứ? Ok, Yến Nhi hiểu không? Nào, thế chát nhanh thầy câu này nhá. Không phải chép đề, nháp thôi mày đưa. Nháp nhanh cho thầy, câu này có số bao nhiêu? Nháp nhanh nhá. Nháp nhanh. Đi thi đọc đề này phải có phản xạ mày đấy ạ. Nháp nhanh cho thầy, kết quả bao nhiêu, đáp số.
Nào, thầy cho 1 phút. Đáp số là gì? Nhìn đây nhá. 1 phút. Đáp số. Một phút. Hai mới quả cái chat lên nhá. Mới được 30 giây thôi. Bỏ về các bạn khác. Đấy, thì mày làm nhanh không? Mấy những bài quen quen 30 giây là xong rồi. Câu dưới 7 điểm. Nào, câu khóa này, câu cửa miệng này. Từng khoảng xác định đúng không? Chữa luôn, y phải là bao nhiêu? Chéo xuống là 4 trừ m bình. Trên cho x cộng 4 tất cả bình. Nó hỏi là đồng biến, nó phải lớn hơn không? Tức là mình có là 4 trừ m bình. Mang dấu gì nhỉ? Mang dấu dương. Vậy giải ra là gì? Trừ 2 bé n, m bé n2. Có đáp số là gì đây? M thuộc bao nhiêu? Trừ 1, 0, 1. Đúng chưa? Đáp số là B, 3M. Hiểu vấn đề không? Rồi, dễ nhỉ? Thầy bảo rồi, lúc trong quá trình học chúng mày làm nhanh lắm. Nhưng mà để tuần sau biết chúng mày còn nhớ không thôi. Nên là cố gắng mỗi ngày phải duy trì cho thầy 30 phút là được. Không cần quá nhiều. Nào, bài toán 2 nhé, bài toán này khó một chút. Là tìm m để hàm số nó đồng biến trên trên D. Ok, trên D. Nhớ cái hàm y của mình hàm này nhé. Rồi, đồng biến. Rồi, ok. Riêng hàm này thì nó hơi khó một chút. Một tí thôi, một kiểu một xíu thôi. Nhớ viết cho thầy đủ các bước thầy trình bày cho thầy nhá. Viết đủ các bước trình bày. Bước 1 là điều kiện. Điều kiện này, hàm này phân thức, điều kiện sẽ là gì? Cx cộng d phải khác. Khác không thì x khác bao nhiêu? X khác trừ d trên c. X khác trừ d trên c đúng không? X khác trừ d trên c thì suy ra ngay là gì nhỉ? Suy ra ngay nghe này. Đồng biến trên d nhá thì suy ra ngay là trừ d trên c. Không được d. Ok. Nhớ thầy nhá. Bước số 2 là tính ra y phẩy bằng cái gì đấy? Còn tùy câu hỏi, đồng biến thì mang dấu dương, nghịch biến thì mang dấu âm. Nhớ này nhá. Rồi, và bước số 3. Bước kết luận. Quan trọng bước này này là M sẽ thuộc cái 1 giao với cả 2. Thuộc bước 1 giao bước 2. Nhớ này như thế nhá. Cái khung là như vậy. Đó thì khung này vào. Viết cho thầy đúng cái sơ đồ từng bước một cho thầy chỉnh chu vào, thành thói quen mày đó, thành thói quen, kể cả nhát cũng thế, để có sai biết sai ở đâu, hiểu vấn đề không? Dễ lắm, nghe một hai ví dụ là hiểu thôi. Xong kìa, xong chắc thầy biết để thầy chuyển bài nhé. Quy trình 3 bước. Bước 1, điều kiện, xác định. Bước số 2 là y phẩy. Bước số 3 là kết luận. Nếu như thế, quy trình 3 bước rõ ràng. Tình cảm thế thôi. Được chưa? Ví dụ 2 này, hiểu ngay thôi, thầy cho bài này cho 4 ví dụ.
2x cộng m trên cho x trừ m trừ 3. Rồi câu hỏi là tìm m để hàm số nó đồng biến trên trừ 4 đến 5. Thật sự như vậy. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ 4 đến 5. Đấy. Nào nghe thì là mẫu ở bài đầu tiên nhá. Cứ nghe rồi chép thì cho 2 phút chép. Nghe là mẫu. Bước 1. Điều kiện. Nhìn này. Mẫu là cái gì? X trừ m trừ 3 khác gì đây? Khác không? Vậy tương đương x khác bao nhiêu? X khác m cộng 3. Nghe này. Nó bảo là đồng biến trên trừ 4 đến 5. Tức là suy ra ngay là gì? Suy ra ngay. Tức là ngay là gì nhỉ? Là m cộng 3 muốn xác định trên trừ 4, 5 và nó phải không thuộc. Nghe nhá, nhìn trục số này. Đây là trừ 4. Đây là 5. Nhìn cho thầy nhá. M cộng 3 không thuộc cái khoảng này. Bỏ khoảng này đi. Vậy theo mấy đứa, nó sẽ có mấy trường hợp? Mấy trường hợp? À, theo mình nó sẽ mấy trường hợp, hai trường hợp hoặc là ở đây hoặc là ở đây không, đúng chưa mấy đứa? Vậy tương đương này là gì? Cái này tương đương là gì? Tương đương nhá, tương đương nhìn thấy này, tương đương này là gì? M cộng 3 ở nhánh bên trái, tức là M cộng 3 phải bé bằng trừ 4. Đây này, ngược lại mà. Ngoặc tròn là không lấy dấu bằng, chúng mày nhớ không? Thì ngược lại của nó sẽ là bé bằng trừ 4 chưa? Và m cộng 3 thì nào nhỉ? M cộng 3 phải thế nào? Lớn bằng 5. Đúng không? Tương đương gì? M bé bằng trừ trừ 7 hoặc là m lớn bằng mấy? 2. Ok, đây là bước 1 này. Bước 1 nhá. Bước số 2 là y phẩy là bao nhiêu? Chéo xuống là trừ. Chéo xuống là 2 nhân với là gì đây? Trừ m trừ 3 này. Trừ chéo lên tức là trừ m này. Trên mẫu là gì em nhỉ? Mẫu là gì? Mẫu sẽ là x trừ m trừ 3 tất cả bình. Người ta bảo đồng biến tức là mang dấu dương, quy đồng mẫu lên vứt lên là hết đúng không, sẽ là gì nhỉ? Trừ 3m trừ 6 dương, tức là m nhỏ bao nhiêu? M nhỏ hơn trừ 2. Chuẩn bài chưa? Vậy kết luận, kết luận m sẽ thuộc một giao hai. Vậy sẽ là một thuộc bao nhiêu? Nào, trục số này, như trục số này. Trục số này. Thằng đầu tiên thầy lấy những cái m nhỏ hơn trừ 7 và những cái m lớn hơn 2 bỏ cái ở giữa. Chuẩn chưa? Thằng số 2 thầy lấy những cái m nhỏ hơn trừ 2 bỏ cái ở ngoài đi. Vậy cho mày trắng cái gì nhỉ? Trắng cái gì? Trắng từ âm 1 đến trừ 7 không? Vậy tóm lại m nhỏ bao nhiêu? Nhỏ hơn trừ 7. Nhớ nhé. Ok. Xong. Thế thôi. Quy trình 3 bước, thầy cho 2 phút chép và xem lại. Chưa hiểu thì nhắn tin hoặc chat nha, hoặc phân tích em nói.
Ok, bài này ok hết chứ mày được. Cẩm Anh nghe hiểu được không? Cẩm Anh hiểu chưa? Hiển nghe hiểu không Hiển? Ừ, bài này khá dễ. Uyên ok không? Ừ. Rồi thế bài 2 nhá. Bài thứ 3 tương tự nào. Bài này cho 4 ví dụ cơ, 4 ví dụ quen tay. Bằng 3 mx trừ 2m cộng 1 trên cho x trừ đi à, cộng 2m nhé. Cộng m. Câu hỏi là tìm m để hàm số nó đồng biến trên trừ 1 đến dương vô cùng. Nào thử xem nào. Trừ 1 dương vô cùng. Chắc là kết quả ra bao nhiêu nhé. Ai làm xong rồi chắc là kết quả ra bao nhiêu. Chắc thử. Có quả sao cho thầy nha. Bài này nếu làm điểm nhanh chỉ trong 2 phút thôi, và câu này cũng là câu 8 điểm. Thì đọc đây câu 8 điểm rồi mấy đứa. Nó chỉ thế này thôi. Nên là cố gắng. Nhớ bài là được. Một đoạn ra là đây các bạn khác. Trang ra m lớn hơn 1. Mấy đứa khác. Lớn bằng 1. Là 1 phút này chưa? Mấy đứa, chắc thử xem là ra bao nhiêu. Lớn bằng 1. Nào, chưa thử nhá. Đầu tiên này, bước 1. Điều kiện là x cộng m phải khác khác không đúng không, x khác bao nhiêu, x khác trừ trừ m chưa, suy ra nghe là gì nhỉ, trừ m phải không thuộc, không thuộc trừ 1 đến dương vô cùng không, à trục số đây trừ 1 đây,
không thôi tôi bỏ đi đúng không? Tức là nhánh bên này thôi, chỉ nhánh bên này thôi. Vậy siêu nghe là gì nhỉ? Trừ m bé bằng trừ 1. Đúng không? Tức là m như thế nào mới được? M lớn bằng 1. Ok. Bước số 2 này. Bước số 2 mình có y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy bao nhiêu nhỉ? Y phẩy là gì đấy? À, chéo xuống là 3m bình. Trừ chéo lên. Chuẩn không? Trên mẫu là gì? Mẫu là x cộng m. Tất cả bình chưa? Đúng không? À cái này đồng biến tức là y phải mang dấu dương hay tên nghe là gì nhỉ? Là 3m bình trừ đi 2m trừ 1 mang dấu dương. Giải cho thầy. Casio m lớn 1. Đúng không? Hoặc là m nhỏ bao nhiêu trừ 1 phần mấy? 1 3 à? Đúng chưa? Thì kết quả chúng mày sai hết thì phải. Bước số 3, kết luận là m thuộc một giao hai. Nghe này, thi trắc nghiệm nhá, ăn nhau dấu bằng thôi. M cho mày sai dấu bằng là sai hết rồi. Nhìn trục số này, trục số nhá, nhìn này, thằng đầu tiên thằng trường hợp một này này, đây trường hợp hai này, cái số 2 này, thằng đầu tiên nhá m lớn 1 đúng không, bỏ cái này chưa. Thằng số 2 đâu, m lớn 1 ngọc tròn đấy, ngọc tròn, và m nhỏ trừ 1/3 chưa, bỏ ở giữa không. Vậy cho mày trắng cái gì? Lớn một mấy đứa nha. Đi đi này là sai hết rồi đấy. Lệch nhau một số bằng thôi là tạch rồi. Nên là làm bài hết sức cẩn thận cho thầy. Quỳnh Trang check lại xem sai chỗ nào không. Đấy. Một số bằng thôi là chết rồi còn gì nữa. Nên là trắc nghiệm là nguy hiểm như thế. Tự luận thì không sao, tự luận thì cho mày biết là cho mày làm đúng hay làm sai, nhưng mà riêng trắc nghiệm là sai luôn, không nói nhiều. Nào, thế làm nhanh cho thầy 3 phút, câu này xem sao kết quả bao nhiêu mấy đứa ơi. Làm nhanh thầy 3 phút này. 3 phút. À 2 phút thôi. Nháp nhá, không phải làm vở đâu, nháp thôi mấy đứa, nháp thôi. Nháp nhá. Nháp cho thầy câu này. Đáp số bao nhiêu chắc thầy biết. Thầy cho 2 phút à. 2 phút. Nào đoạn gì đây? CC à, đoạn khác. Một phút nữa để chưa? Cẩn thận dấu bằng nhá. Dấu bằng dễ sai đấy. Cẩn thận cho thầy. Ai có kết quả cứ đưa lên nhá. B C, một đứa ra B. Nào, thử nhá. Y bước 1 này, chỉ phải nhanh này, bước 1. Điều kiện. Đúng không? 4x cộng m khác
khác không này, x khác bao nhiêu, x khác trừ m trên 4, chia ngay cái này là trừ m trên 4 này cái gì nhỉ, không thuộc cái này không, không thuộc 0,4 chưa, đúng không mấy đứa, trục số đây, đây là 0, đây là 4 này, bỏ đi, thuộc mấy nhánh nhá, hai nhánh, đúng hai nhánh chưa, tiếp theo nghe là gì nhỉ, trừ m trên 4 vẽ bằng 0 là trừ m phần 4 lớn bằng mấy, 4, tức là mình sẽ có là gì, m lớn bằng 0 hoặc là m nhỏ bằng trừ 10, 16. Bước số 2 này, y phải là bao nhiêu, chéo xuống m bình trừ đi 36 chia cho 4x cộng m tất cả bình, nghịch biến đúng không, nghịch biến phải nhỏ hơn 0, tức là mình sẽ có là gì, m bình trừ 36 bé hơn 0, tức là trừ 6 bé hơn m, m bé hơn 6. Rồi bước số 3 kết luận nhá. Kết luận này là m thuộc một giao giao 2. Trục số cho thầy nhìn cho trục số nhá. Nhìn trục số này. À, thằng đầu tiên mình lấy m nhỏ hơn trừ 16. Và m lớn mấy? Lớn 0. Bỏ cái gì? Bỏ cái này đi. Đúng chưa? Thằng số 2 mình lấy m thuộc trừ 6. Đến mấy? Đến 6. Bỏ cái gì? Bỏ bên ngoài đi. Đúng chưa mấy đứa? Vậy chúng mày thì trắng cái gì? Trắng cái gì đây? Là 0 bé bằng m. M bé bằng m bé hơn 6. Nhớ là m thuộc z nhé. M thuộc z thì m là bao nhiêu? 0, 1 đến mấy? Đến 6. Từ, à, sorry, đến 5 thôi. Đến 5 thôi mấy đứa. 0 đến 5 có 6m. Đa số là đa số C. C. Đó. Thằng Sơn xem lại thế nào. Người ta B. Ok. Bài này dễ rồi đúng không? Tình cảm. Có dễ lắm mày ạ. Không có gì đâu. Ok, bài này ổn chưa? Không không khó đúng không? Thọ ok không Quyền. Thọ? Ừ. Nào, ra ví dụ 4 nha. Ví dụ 4 khó một chút này. Ví dụ 4. Là giống như kiểu bài thi cuối kỳ nhưng mà ấy, là cho y bằng 2 cos x chia cho trừ 2m trừ 3. Là dù vậy. Ok, em có hỏi tìm m. Để hàm số nó đồng biến trên 0 đến b. Đó. Tìm m để hàm số đồng biến trên từ 0 đến b. Rồi. Chúng mày còn nhớ bài này hay không? Bài này đặt tên bằng gì mày đấy nhỉ? Đặt tên bằng gì? Đặt tên bằng gì nhỉ? À. Ok. Đặt T bằng cos, cos x. Nhưng mà nhớ lý thuyết nha. Nhớ lý thuyết này. Nhớ lý thuyết này. Nhớ là nếu như T phẩy M dương thì đồng biến vẫn là đồng biến. Đồng biến theo x thì theo T cũng là đồng biến. Nhớ không? Tức là đổi biến, đổi cả điều kiện. Nhớ câu đấy. Còn nếu T phẩy M âm thì sao? Đồng biến thì sẽ thành nghịch, nghịch biến không? Đồng biến theo x nó sẽ là nghịch biến theo theo T. Nhớ câu cửa miệng như là đổi biến. Nhớ là đổi biến. Thì phải đổi điều kiện. Phải đổi điều kiện. Mà hôm trước thầy dạy cho mày rồi đấy. Mà ôn lại bài ấy, còn nhớ không? Đổi biến, phải đổi cả điều kiện. Ok. Hiểu vấn đề không đã? Bài này sẽ cùng làm lại cho nhớ nhá. Lâu rồi mày không làm mày quên quên. Đầu tiên này. Bước 1 nhá. Đặt tên bằng gì đã tính sau. Đặt T bằng gì? Đặt T bằng cos x. Nào nhớ lại một chút này. Vòng tròn lượng giác đây. Nhìn nhá. X thuộc 0 đến B.
màu vàng này, đúng không? Muốn tìm cốt mình phải chiếu xuống không? Chiếu xuống đây chỗ cốt này, chỗ cốt đấy chưa? Thì cho thầy biết t thuộc bao nhiêu, x thuộc không bi thì cốt thuộc bao nhiêu theo mấy đứa? Chiếu xuống rồi đấy, x thuộc không bi, t thuộc bao nhiêu nào? Cha thầy biết nào, t thuộc bao nhiêu? Chúng ta đúng không? Không phải, tức là cái trục cốt nó đen từ đây đến đây đúng không? Nhìn chỉ trục cốt này, trục cốt nó bị đen từ đây đến đây chưa? Từ đây sẽ là từ trừ một đến một, ok, hiểu vấn đề không đã? Rồi bây giờ mình nhận xét cho mình có này, mình có quan trọng bước này này, bước này là bước chí mạng này, mình có t phẩy là bao nhiêu? T phẩy là trừ sin, đố chúng mày biết t phẩy âm hay dương. Đố chúng mày biết t phẩy âm hay dương. Đây, trục này là trục sin đúng không? Nhớ là x thuộc khoảng 0 đến bi nhá, 0 đến bi mấy đứa nhá. Nào thì t phẩy âm hay dương. Trong khoảng 0 đến bi thì t phẩy âm hay dương. Nào đố chúng mày biết. À, như này, trong khoảng không bi chiếu vào sin không? Rõ ràng là sin dương chưa? Nhớ là sin dương đúng không? Sin dương thì trừ sin sẽ mang dấu âm với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến bi. Đúng không mấy đứa? À, t phẩy m âm thì điều kiện bị đổi, tức là bước số 2 khi đó này, khi đó là bước số 2 nhé. Cái y sẽ bằng gì? Y mình sẽ là 2t cộng m chia gì mình nên chia gì đây? T trừ 2m trừ trừ 3. Nghe này, khi đó bài toán sẽ như sau này. Người ta bảo đồng biến, nhưng mà vì t phẩy âm rồi thì điều kiện mới sẽ là gì hả mấy đứa? Điều kiện mới sẽ là gì? Nhớ hàm mình đang làm theo t nhé. Ban đầu theo x là đồng biến thì điều kiện mới sẽ là gì mấy đứa nhỉ? Sẽ là gì? Ừ. Mạnh mẽ lên mấy đứa. Rồi, điều kiện mới sẽ là nghịch, nghịch biến trên đâu, trên đâu, tức là mình đổi bài toán mới rồi đấy, từ theo x mình đổi thành bài toán theo t nó dễ làm hơn. Nghịch biến trên đâu mày nữa, trên đâu, trên đâu, đây t phẩy âm rồi đúng không? Đồng thành nghịch, x thuộc 0 đến bi thì t thuộc từ trừ 1 đến 1. Đến đây bài toán quen thuộc chưa mấy đứa? Nào, đến đây tự làm cho thầy. Thầy cho 2 phút. Chắc thầy kết quả là bao nhiêu? 2 phút nha. Cho thầy biết đáp án là bao nhiêu. Đến đây dễ rồi. Bài toán T dễ rồi.
Rồi, có mấy bạn ra ra ở đây. Nào, đầu tiên nhá, đứa con đầu tiên này. Bước 1 này. Rồi, điều kiện là gì? Là T phải khác 2M cộng 3 đúng không? Suy nghĩ là gì nhỉ? Là 2M cộng 3 phải không thuộc trừ 1 đến 1 chưa? Quen quen thì đấy, đến đây bắt đầu quen quen rồi. Đây là trừ 1, đây là 1 đúng không? Bỏ này đi. Thế mình có mấy trường hợp nhỉ? Hai trường hợp là 2M cộng 3 phải lớn hơn hoặc bằng 1, hoặc là 2M cộng 3 phải bé bằng trừ 1. Giải ra thầy. M lớn hơn 1 đúng không? Hoặc là M bé bao nhiêu? Bé bằng trừ 2 rồi. Đây là số 1 này. Đúng chưa? Tiếp theo mình có là gì? Y phẩy là bao nhiêu? Chéo xuống tức là trừ 4M trừ 6 đúng không? Trừ chéo lên tức là trừ 5 à trừ M. Trên mẫu là gì? Mẫu sẽ là T trừ 2M trừ 3 tất cả bình. Đúng không? Người ta hỏi nghịch biến. Nghịch biến thì phải nhỏ hơn không? Người ta nghe là gì nhỉ? Người ta nghe là gì đây? Trừ 5M trừ 6 phải nhỏ hơn không? Vậy tức là M như thế nào vậy đứa? M lớn trừ 6 phần 5. Đúng chưa? Kết luận. Kết luận là đây là số 2. M sẽ thuộc cái 1 giao với cái 2 không? Nào, 1 đâu? 1 là lớn hơn 1. Nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn trừ 2. Bỏ cái này đi. Đúng chưa mấy đứa? Cái số 2 đâu? Lớn hơn trừ 6 phần 5 đây như thế này. Đừng ra sai nhá. Vậy tóm lại mình chỉ có cái gì thôi. Vậy trước xem nghe là gì nhỉ? M lớn bằng 1. Ok. Đó. Mới đi hiểu cái này chưa? Nhớ cái lý thuyết thầy dạy nhá. Đổi biến thì phải đổi cái điều kiện. Cực quan trọng cái đấy. Nhớ cái đấy thôi là được. Bài này là bài 8 điểm đấy. Và nó sẽ rơi vào tầm 8,4 điểm. Nếu thi bài này. Giờ tầm 84 tiền tầm tầm 86 khoảng đấy. Rất là dễ. 84 hoặc 86. Nó chỉ có thế thôi. Ok. Ông Đức hiểu ông Đức, Xuân Đức ấy. Xuân Đức có đây không? Ừ. Thảo Nhi được không? Có. Ok, nào tương tự nhá. Một bài thi tương tự nào để sang bài khác. Sang dạng khác. Nói dụ 5 nhé, thầy cho 3 phút làm thử xem. Căn của 2x cộng 1 trừ đi 2m trừ 3 chia cho căn của 2x cộng 1 trừ đi 3m trừ 2. 3m cộng 2. Câu hỏi này là tìm m. Để hàm số nó nghịch biến trên 0 đến 4. Rồi, ok. Thử xem nào. Nhớ trình bày như thầy nhá. Các bước 1 là gì, bước 2 là gì. Đấy. Kiểu đi thi thật, chúng mình viết nhát này ra như thế. Nó không bao giờ bị sai. Hiểu vấn đề không? Bước 1 là gì, bước 2 là gì. Rồi làm như bình thường. Để cho 3 phút, viết thử xem nào.
Đấy anh 3 phút nha, xem ra bao nhiêu vậy được. Chơi giả nào, thử tương tác của mấy thầy nhá. Gọi một đứa là Thọ nào. Bước một là gì nhỉ? Thọ nhỉ, có tên gì? Tìm bằng căn hai, căn hai cực. 2 cộng 1 đúng không? Rồi bây giờ nhá, x thuộc 0 4 thì đố Thọ biết t thuộc bao nhiêu. Hồi nữa cách vào máy tính dạy buổi hôm trước không? X thuộc 0, 4, T thuộc bao nhiêu ấy? Để đơn giản nhé, trong bài này, trong những bài kiểu này thì đơn giản thôi, là mày thay 0 vào đây. Thay 0 vào đây. Ra mấy? Ra 1, đúng chưa? Một Thay 4 vào đây ra 9 không? Ra 9 sẽ là 3. Ok nhá. Hiểu cái này chưa đã? Để đơn giản như vậy thôi, là bước số 2 này, bước số 2 nhá. Nhưng mà bây mình có gì nhỉ? Bước mình có gì à? T phải là bao nhiêu ở Thọ? thầy tiếp phải là Ủa nó căn U phải bằng gì không? U phải trên 2 căn U không? Nào, T phải là bao nhiêu? bằng 2/2 căn. 2 trên 2 căn gì nhỉ? À, cái T phải âm hay dương? Nhìn thấy âm hay dương? Dương. À, dương, ok. Vậy bước số 2 nhé, dịch dịch đề này. Chuyển điều kiện này, hàm y sẽ là gì nhỉ Thọ nhỉ? Là t bằng trừ T 2m. trừ 2m trừ 3 chia gì? T trừ T 3m. trừ 3m cộng 2. Vì T phải dương chưa? Người ban đầu hỏi nghịch biến thì theo T sẽ là gì? Ủa thằng này, nhìn lại lý thuyết, mày chứ mày không làm bài tập về nhà rồi. T phẩy m dương như này thì đồng vẫn là đồng, tức là điều kiện giữ nguyên. Nghịch vẫn là nghịch, hiểu vấn đề không? Còn nếu T phẩy âm thì phải đảo lại. Đồng sẽ là nghịch, nghịch sẽ là đồng. Thì ở đây nhá, T phẩy dương chưa? Người ta ban đầu hỏi nghịch thì theo T sẽ là gì? Đồng. Vậy vẫn là đồng, T phẩy dương rồi mà. T phẩy dương thì giữ nguyên, tức là nghịch thì vẫn là gì nhỉ? Vẫn là gì đây? Vẫn là nghịch biến. Thôi hiểu không đấy? Hoàn sẽ có hiểu không? Có. Đừng 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 có ngại nhá. Nói lại này, T phẩy M dương thì bài toán giữ nguyên, nghịch thì theo biến mới cũng là nghịch biến. Trên đâu? Trên đâu này? Trên đâu Thọ nhỉ? Không bố lận. Chắc là 04. Ẩn Đang ẩn 4 T mà. 3 1 3. Đến đây Thọ biết làm chưa? Rồi. Nào, dưới câu đầu tiên là gì? Điều kiện là gì? Là T khác 3M chữ 2. Rồi, suy ra ngay gì? Ra 3M chữ 2 khác 1 3 Rồi, từ mấy trường hợp? 2. Nói. 3M chữ 2 được nhỏ hơn 1. Nó là bằng Có 1. dấu bằng nhá. 3M chữ 2 lớn hơn 3. Ok, vậy giải ra 10 như thế nào?
M lớn nhỏ là M bé bằng bằng 1. 7. M lớn là bằng 5 phần 3. Ok, đáp bước số 2. Y phẩy bao nhiêu? Chéo xuống là gì? Trừ 3M cộng 2. Rồi, trừ đi chéo lên. Trừ 2M cộng 3. Trừ 3 đúng không? Trên là gì? T trừ T 3M trừ cộng 1 bình. 3M cộng 2 tất cả. Bình đúng không? Nghĩa rằng nghịch biến nhá. Phải nhỏ hơn. Không. Nào, quy ông lên cho thầy sẽ là gì nhỉ? Là trừ M đúng chưa? Cộng mấy? Cộng 5 phải nhỏ hơn. Không. Tức là M lớn mấy? Lớn 5. Nào, bước số 3 là gì nhỉ? Kết luận là gì? Có đây là 1 này. Có đây là 2 này. Kết luận là M thuộc gì đây? 1 Giảm giao 2. Nào, giao ra bao nhiêu? Tự giao sẽ ra bao nhiêu? Tự giao đi. Thầy cho nửa phút tự giao thầy ra bao nhiêu? bao nhiêu ở Thọ? Nào, cố gắng lên nào, bao nhiêu? Vẽ từng cái ra thôi. Là cái đầu tiên nhé, cái đầu tiên là gì ở Thọ nhỉ? Là nhỏ hơn 1 này. Lớn hơn bao nhiêu? 5 phần 3, em bỏ cái gì? giữa. Bỏ cái ở giữa đúng không? Là cái số 2 là cái gì? Lớn 5 chưa? Bỏ trái hay phải? Trái em còn trắng cái gì thôi? Trắng cái từ 5 đến dương vô cùng đúng không? Mình xem mới như thế nào? Hiểu chưa? Hiểu không đấy? Thằng cu này, mày phải làm tập nhiều về về nhà nhiều rồi nhá. Chứ làm lưỡi ít quá. Lưỡi thế đấy. Làm thế này thì làm sao được? Ok, bài toán này hiểu không? Không 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 quá khó. Đỗ Thảo với Hà Vi hiểu không đấy? Hai đứa ok Có không? Ừ. Rồi. Nói chung là bài đổi biến nhá. Thì nếu là đổi biến phải đổi cả điều kiện. Nhưng mà khi đổi điều kiện phải quan tâm là T phải âm hay T phải dương. Nhớ là phải luôn âm hoặc luôn dương nhé. Với mọi x này. Nhớ là phải luôn âm hoặc là luôn dương, chứ nếu mà nó có cả hai dấu ý, thì không không làm được trò này đâu, em hiểu vấn đề không? Phải luôn âm hoặc luôn dương nhé, nhớ cho thành như vậy. Rồi mình sang dạng thứ 2.3 đi, dạng khó nhất. Dạng này thì mình chưa làm được nhiều đâu, mình sẽ bỏ qua một chút, khi nào học lượt về mình sẽ học lại. Dạng 2.3 là một số hàm khác. Một số hàm khác, ok. Một số âm khác. Nào thì nghe này. Nhớ cho thầy cái phương pháp chung. Phương pháp chung này làm cho tất cả mọi bài. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì chúng mày chưa có những công cụ lắm. Nên là hơi hạn chế. Thì để khi nào lượt về nhé. Lượt về thì là học xong hết cả chương ấy. Mình quay lại ôn lại. Thì mình sẽ làm những bài này dễ hơn. Nói chung nhé. Mình chỉ có hai hướng thôi. Đi thi nói thẳng chỉ có hai hướng thôi. Hướng một là cô lập mờ. Rồi, mình điên. Đấy, cái hướng này là hướng phổ biến nhất. Hiểu vấn đề không? Hướng 1 là như thế. Còn hướng số 2, hướng này để sau. Để sau nhé. Không phải làm được ngay đâu. Không phải bài đạo làm được ngay. Để sau. Còn hướng số 2.
Hướng số 2 là hướng hôm nay mình sẽ làm. Hướng số 2 là dùng tính chất của nhiệm bội chẵn phải bội lẻ. Đó, tính chất của nhiệm, dùng tính chất của nhiệm bội chẵn và nhiệm bội bội lẻ. Ok, nhớ lại một chút nha. Bội chẵn này là gì, dấu hiệu là gì? Đầu tiên có rằng là x trừ a mũ chẵn không, nhớ chưa? Và tính chất là gì em nhỉ? Tính chất là gì? Là không đổi dấu qua a. Nhớ tính chất này là qua a, qua a không đổi dấu. Còn nhớ cái đấy không đấy? Còn nhớ không? Nên của qua số 1 ý, thì dương vẫn là dương, nó vẫn là âm ý. Còn nhớ cái không nhỉ? Bộ chẵn ấy, còn bội lẻ ý. Nhớ tại bội lẻ này là dấu hiệu là gì? X trừ a mũ lẻ cho ai quên. Và tính chất là gì nhỉ? Tính chất là gì nhỉ? Mấy đứa, tính chất là qua a, qua đổi dấu, qua bị đổi dấu. Nhớ nhé, đổi dấu tức là đang dương thành âm mà đang âm thành dương. Đấy thì tính chất của hai cái đây như vậy. Nó khá là nhẹ nhàng. Nói chung rằng là dạng khó, nó cần một chút tư duy mấy đứa, cần tư duy nhé, nên là cố gắng nghe thử xem có hiểu không, thử thẩm xem có hiểu không nhé, thử thôi, thẩm cho thầy xem thử có hiểu không. Sẽ là như vậy. À, thầy cho 1 phút chép đi. Tính đến thì hiện tại thì mình chưa làm được nhiều bài đâu, mình cứ bình tĩnh mà làm thôi đã. Nào thầy ví dụ thử nhé, nghe hơi khó một chút, cần tư duy em hiểu không? Thầy cho 2 ví dụ thôi. Ví dụ 1, thử xem nghe hiểu không nhá. Thầy cho y bằng fx xác định che r và có f phẩy x bằng x trừ 1 nhân với cả x mũ 3 trừ đi 2m cộng 1 nhân x. Hiểu vấn đề không? Rồi cộng với cả 3mx bình 3mx. Rồi và trừ đi thì đây trừ đi m bình. Trừ đi m bình. Rồi. Giả sử vậy nhá. Câu hỏi của thầy này, câu hỏi nhá, là tìm m. Để hàm số nó đồng biến trên cả R. Tìm M để hàm số đồng biến trên cả R. Ok. Rồi. Nghe thử thì là một câu đầu xem hiểu không nha. Chép xong đề chắc thì ok để giải tiếp. Câu đấy thì là câu khó đấy. Nó sẽ rơi vào tầm 88 điểm. Rơi vào khoảng đấy. Nhưng mà nặng về tư duy thôi, không khó lắm. Nào bây giờ nghe nhé, mình làm từng bước một này. Người ta bảo đồng biến trên R chuẩn không, thì tức là mình phải có f phẩy x. Yêu cầu bài toán nhé, yêu cầu bài toán luôn đi, phải ghi lại một chút là cứ nghe là chép nhé. Yêu cầu bài toán tương đương ngay là gì, là f phẩy x phải lớn bằng không với mãnh trợ R. Đúng không nhỉ? Hay tương đương ngay là gì? Tương đương ngay là gì nhỉ? Là x trừ 1 nhân x mũ 3 trừ đi 2m cộng 1 nhân x cộng 3mx trừ m bình lớn bằng 0 với trợ R. Đúng không đã? Nào bây giờ thầy hỏi nhé. Thầy hỏi một đứa này. Thằng f phẩy
luôn có nhiệm là bao nhiêu? Tôi biết này, thằng F phẩy luôn có nhiệm là bao nhiêu? Là thử xem. Nào, cho thầy biết thằng F phẩy luôn có một nhiệm là bao nhiêu? Rồi các bạn khác, một đứa ra rồi các bạn khác. Nhìn sẽ phải đang ở dạng gì đây? Ở dạng tích không? Tích của A nhân B không? Bằng không ạ. Luôn có một nhiệm là bao nhiêu? Ok, chúng ta nhìn nhá. Có phải là nó luôn có nhiệm là cái này không? Bây có nhiệm là một chưa? Nhiệm x là một không? Bây giờ cho thầy hỏi này, thầy hỏi tiếp này. Nhiệm x bằng một này này đang là nhiệm bội chẵn hay là nhiệm bội lẻ? Hiện tại đây nhé, nó đang là nhiệm bội chẵn hay là nhiệm bội lẻ? Cho thầy biết. Đang là nhiệm bội chẵn hay là bội lẻ? À, rõ ràng bội lẻ chưa? Chứ mày hiểu nhé. Rồi, bội lẻ đúng không? Thì qua số 1, đây này, số 1 đây. Đúng không? Tại không này đúng không? Bội lẻ thì qua số 1 sẽ bị đảo dấu, thế là âm thành dương hoặc là dương thành âm không? Đúng không mấy đứa? Thì mày nhìn này. Mình tư duy nhé, bắt đầu tư duy này. Nếu như nhiệm 1 ý, là nhiệm bội lẻ thì chắc chắn qua số 1 bị đổi dấu không? Âm thành dương thành âm rồi. Thì mày thấy nó có luôn dương trên cả R được không? Mình cần trên cả R cơ. Không thể luôn dương được. Hiểu vấn đề không nhỉ? Không thể luôn dương được đúng không? Đấy. Ok chưa? Nếu như một là nhiệm bội lẻ nhá thì nó không thể luôn dương được. Hiểu vấn đề không? Thì nghe này, thầy sẽ coi cái này là cái gx nhá. Coi cái này là cái gx. Thế bây giờ chia hai trường hợp nhá, trường hợp một này. Bước số 2 thì chia hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu như g tại 1 mà khác 0. Thầy coi cái bên trong ngoặc cái thứ hai là gx nhá. Thì xia nghe là gì nhỉ? Nếu như g tại 1 mà khác 0, tức là cái gx ý, không nhận số 1 làm nhiệm. Em hiểu vấn đề không? Thì khi đó nhé, khi đó x bằng 1 là nhiệm bội lẻ, là nhiệm bội lẻ. Vậy xia nghe là qua qua 1 bị đổi dấu. Qua 1 bị đổi dấu. Vậy theo chúng mày chưa phải lấy loại. Theo mấy đứa chơi mày sẽ lấy loại qua một bị đổi dấu, vậy trường hợp này lấy loại nhỉ? Mình cần nó dương trên cả R, tức là qua một dương vẫn là dương hết, tức là một sẽ nhiệm bội chẵn, hiểu vấn đề không? Nhưng mà nếu mà g tại một mà khác không nhé, tức là một nó chỉ là nhiệm ở chỗ này thôi, thì qua nó sẽ nhiệm bội lẻ không, thì chắc chắn qua một sẽ đổi dấu không, cái này sẽ phải loại. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tức là sẽ có khoảng khoảng dương không? Không được, mình cần là luôn dương mà, đúng không mấy đứa? Thế trường hợp 2 này, bây giờ trường hợp 2 nhé, trường hợp 2 là gì? Là g tại 1 bằng 0. Vậy khi đó, tức là gì? Chỗ nào có chữ x thì thành số 1 không? Nó sẽ là gì nhỉ? 1 trừ đi 2m cộng 1 cộng với cả 3m trừ m bình bằng 0 không? Hay tương đương là gì nhỉ? M bình cộng m bằng 0 không? Đúng không nữa? À, trừ m bình cộng m bằng 0, tức là m bằng nhiêu? M bằng 0 và M bằng 1. À, thử lại này. Thử lại nhé. Bây giờ mình thử lại này. Thử lại. Với M bằng 1 thì siêu nghe là gì nhỉ? F phải x là bao nhiêu? Nó sẽ là gì? X trừ 1. Đúng không? Nhân với gì nhỉ? Chỗ nào có M mình thay số 1 vào đây sẽ là x 3 trừ đi đây là x bình, đúng không? Để xem nhầm đề. 3M x bình 3x bình cộng 3x trừ 1. À, mà nhìn này, chúng ta nhìn thấy này, chúng ta nhìn thấy quen mắt không? Cái này chính là gì nhỉ? Có ai nhìn thấy quen quen không? Chúng ta nhìn thấy quen quen không? Cái này chính là gì em nhỉ? Nhìn ra không đấy? Có nhìn quen quen không? Cái này chính là gì nhỉ? X trừ 1 nhân với gì nhỉ? X trừ 1 mũ 3 không? Sẽ bằng bao nhiêu đây? X trừ mũ mấy? Mũ 4. À cái này lớn bằng 0.
Chúng mày thấy đúng hay thỏa mãn hay loại? Nào, theo mấy đứa cái này thỏa mãn hay loại? Lớn bằng 0 với mấy cái R, đúng hay sai? À, thỏa mãn, đúng rồi, mũ 4 là gì nữa? Mũ 4 luôn dư còn gì, chuẩn chưa? Rồi, trường 2 nhé, trường 2 thử lại, nhớ phải thử lại cho thầy nha. Với M bằng 0 thì suy ra ngay là gì? F phẩy là bao nhiêu? Chỗ nào có chữ M thì thay số 0 vào sẽ là gì nhỉ? X trừ 1. Nhân với gì? Nhân với x mũ 3. Đúng không? X mũ 3 trừ x bình. À, thầy nhóm ra ngoài này. Nhóm x bình ra ngoài này. Xong vào là x trừ 1 tất cả bình không? Cái này nó chính là từ x bình ra ngoài mà x trừ 1 mà. Đúng chưa? Cái lớn bằng 0 với theo R. Chúng mày thấy cái đúng hay sai? Chúng mày thấy đúng hay sai nhỉ? Thấy cái này đúng hay sai? Thỏa mãn hay loại? À, thỏa mãn đúng rồi. Vì sao? Vì sao là đúng? Vì hai thầy hai nhân bố chẵn mà đúng không? Luôn dương còn gì nữa? Vậy kết luận. Kết luận nha. Là M sẽ thuộc không là thuộc một. Đó. Toàn cảnh bài toán này thầy cho 3 phút xếp và xem lại toàn cảnh. 3 phút xếp và xem lại. Không hiểu chat hoặc một mic hỏi nha. Bài này bài khó, nặng về mặt tư duy. Hơi khó một chút. Xem chưa hiểu hỏi luôn nhé. 3 phút. Ý tưởng đơn giản thôi mày đấy ạ. Một là nhân bội lẻ thì qua đấy sẽ bị đổi đổi dấu, mà muốn nó dương trên cả R ấy thì tức là một sẽ phải là bội chẵn, hiểu vấn đề không? Ý tưởng là như thế, tức là mình sẽ biến một thành nhân bội chẵn, mà muốn là nhân bội chẵn nhá thì nó phải là nhân của cái còn lại, hiểu vấn đề không? Đã một nó phải là những cái còn lại, tức là cái gx ấy. Đấy, ý tưởng là như thế, tức là đang từ bội lẻ mình biến nó về bội chẵn. Đấy, ý tưởng là như vậy. Thử xem cái 3 phút đấy, không hiểu hỏi luôn. Không, anh hiểu được không? Có. Không khó lắm. Thanh Ngọc, ok chứ? Ngắm được cái này không? Đức Anh nghe hiểu bài này không? Tải được ạ. Ừ, tải được. Nào, không hiểu thì xem lại video. Ý tưởng đơn giản nhá, là cái số 1 này này đó là nhân bội lẻ không, mà bội lẻ sẽ bị đổi dấu chưa, nên là ý tưởng của thầy là gì? Là biến bội lẻ thành nhân bội bội chẵn, mà muốn là nhân bội chẵn nhá thì nó phải là những cái còn lại không, nó buộc phải là những cái còn lại. Sao mình thử lại thôi, giải ra 10 thử lại, hiểu vấn đề không nhỉ? Thì ví dụ 2 thử xem nhé, không khó lắm mình đấy. Ví dụ 2 thử xem nào. Và nghe đi, xác định thử xem ra M bao nhiêu nha, xác định trên R. Nhớ phải thử lại mấy đứa nhá. Và có F phải x. X 5. Đấy. Mình phải xem nhiệm nhiệm là cái gì. X mũ 3 trừ đi 2 mới.
đúng không? Cộng với cả m bình trừ 2m. Rồi câu hỏi đơn giản thôi. Tìm m. Để hàm số nó đồng biến CR. Ok, thử xem nào. Để cho 3 phút làm thử. Thế ra bao nhiêu? 3 phút. Ngoài ra bao nhiêu chưa? Một bạn ra rồi đây. Cường ra 1 bằng 0 này. Nào, mày phải xem là F phẩy luôn nghĩa là gì nhá. Bây giờ mình đầu tiên này bước 1 này yêu cầu bài toán đúng không? Thế là F phẩy x phải lớn bằng 0 đồng biến mà đúng không? Với R. Chuẩn chưa? Hay tương đương gì nhỉ? Tương đương là gì? X mũ 5 nhân với gì đây? X mũ 3 trừ đi 2 mx cộng với cả m bình trừ 2 m phải lớn bằng 0 không? Bây giờ thầy hỏi nhé. F phẩy x luôn có nhiệm là bao nhiêu? Thế xem này. F phẩy x luôn có nhiệm là bao nhiêu? Bạn nào chưa hiểu thì tương tác với thầy. Cùng làm với thầy luôn. F phẩy x luôn có nhiệm là bao nhiêu? Rồi, luôn có nhiệm bằng 0 đúng không? Đây này, cái này là tích mà. Và cho thầy hỏi thêm này. X bằng 0 là nhiệm bội chẵn hay nhiệm bội lẻ? Nào, x bằng 0 là nhiệm bội chẵn hay là nhiệm bội lẻ?
Ở bộ lẻ đúng không? Nhận xét nhá. Có nhiệm x bằng 0 này, nhiệm x bằng 0 bộ lẻ đúng không? Bây giờ mình ý tưởng là gì? Biến cái bộ lẻ thành bộ chẵn không? Vậy giờ trường hợp 1 này, bước số 2 nhé. Trường hợp 1 là g dạy 0 mà khác 0. Loại luôn. Loại luôn cho trường hợp này. Tức là x bằng 0 là nhiệm bộ lẻ, là nhiệm bộ lẻ. Loại đúng không? Trường hợp 2 là g dạy 0 bằng 0. Tức là tương đương gì nhỉ? Tương đương gì mấy đứa? Chỗ nào có x mình thay bằng 0 mà nó sẽ là gì? M bình trừ 2m bằng 0 không? Tức là m bao nhiêu? M bằng 0, m bằng 2 chưa? Đúng không mấy đứa? Nếu mình thử lại nhé, thử lại này. Thử lại với m bằng 0 thì em có f phải là bao nhiêu? Thay bằng f phải cho thầy. Chỗ nào có chữ m mình thay bằng số số 0 đúng không? Nó sẽ là x mũ 5 này. Nhân x mũ 3 này. À, bằng x mũ mấy? X mũ 8 mà lớn bằng 0. À, thỏa mãn đúng không? Thỏa mãn quá rồi còn gì nữa? Mũ 8 mà còn gì? Mũ 8 là mũ chẵn luôn không âm. Chuẩn chưa? Trường hợp 2 là với m bằng 2 thì mình có f phẩy x là bao nhiêu? Với m bằng 2 sẽ là gì nhỉ? Thay vào f phẩy cho thầy nó sẽ x mũ 5 để nguyên này. Trong ngoặc nó sẽ là gì? X mũ 3 trừ đi 4x đúng không? À nhìn cho thầy nhá. Thằng này sẽ là x mũ 7. Nhưng mình có x trừ 4 không? À mình nhìn này. X mũ 7 thì x bằng 0 cũng là bộ lẻ không? Cái này lớn bằng 0 với mấy chữ R. Theo mấy đứa cái này lấy hay loại? Lấy hay là loại? Theo mấy đứa cái này lấy hay là loại? Rồi, cái loại. Vì sao loại nhỉ? Vì x bằng 0 bội lẻ đúng không? Bội lẻ đổi dấu chưa? Làm sao mà dương trên cả R được? Vậy tóm lại kết luận là gì thôi? Kết luận mà chỉ bằng mấy thôi? Đúng không? Là thì thỏa mãn. Thì thỏa mãn. Chưa có bài toán. Nhớ thầy nhá. Đó. Hơi khó một chút. Một xíu ấy. Thử xem ngấm được bài này không? Tư duy. Hơi nặng về mặt tư duy nhưng mà cách làm nó không khó lắm. Ông Khoa ông hiểu không đấy? Có. Cũng tình cảm đúng không? Không 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 phải quá nặng nề. Trâm hiểu không Trâm? Biến từ bội chẵn thành bội lẻ. Chép thử ví dụ 3 nhé. Ví dụ 3 nhé. Ví dụ 3. X mũ 7 nhỉ? À, x mũ 6, sorry. Chỗ này đúng không? Ở đây mũ 5 này. Đây là mũ 6 đúng không? Mũ 6 nhân với x bình trừ mấy nhỉ? X bình trừ 4. Đúng không? Sẽ là x mũ 6 này. Nhân x cộng 2 nhân x trừ 2. Nói chung cũng loại thôi. Cũng loại. Vì sao loại? Vì cái nhiệm trừ 2 này là nhiệm bội lẻ. Cái này bội lẻ này. Bội lẻ qua trừ 2 sẽ đổi dấu rồi. Hiểu vấn đề không? Đấy cũng loại thôi. Không sao cả. Ừ, thầy hơi lag một chút. Cái trừ 2 là bội lẻ. Thì qua đấy cũng bị đổi dấu thôi. Nó không không khác gì cả. Rồi ok. Hiểu hiểu bài này chưa? Ý tưởng là như thế nhá. Không quá khó. Thế thử bài này ở nhà làm nhé. Chép bài này ở nhà thôi. Là thầy cho tư duy để xem nhá. Trên R và F phẩy x mũ 6 luôn đi nhà mấy cả x bình trừ 2 mx cộng m cộng 2. Câu hỏi là tìm m để hàm số nó đồng biến. Đấy. Thử bài này tư duy một chút nha. Với ví dụ 3 là như vậy. Bộ chẵn bội lẻ. Ý như thế thôi, ý là như thế. Không quá khó. Chúng mày phải quen là nó cho cái gì thì mình làm cái đấy. Nhớ như vậy cho thầy. Cố gắng đưa bài toán từ lạ về quen nha. Cố gắng như vậy.
Cuối này ok không? Có cái bậc có cái VS là hơi khó rồi. Yến Nhi hiểu không Yến Nhi? Đấy thì có gì các bạn sẽ lại video thầy nhá. Rồi thế thôi mình nghỉ tại đây thôi. Bye bye mình được.